Trong lịch sử thế giới của giải bóng đá, da thật luôn là chất liệu xuất hiện xuyên suốt bởi nó mang tính thẩm mỹ, mức độ cao cấp và độ bền mà nó mang lại. Ngoài ra, da thật còn có khả năng giúp đôi giày biến hóa theo hình dáng bàn chân của người mang sau một thời gian sử dụng, càng làm cho đôi giày trở nên thoải mái và vừa vặn hơn. Vậy nên, từ thuở sơ khai, giày bóng đá đã được làm từ da thật và vào những tính chất đặc trưng của loại vật liệu này, và nó vẫn được sử dụng mãi cho đến ngày nay. Nói về da thật, không thể nào không nhắc đến một gương mặt tiêu biểu trong tất cả các dòng giày, Nike Temple. Vậy, có bao giờ bạn thắc mắc dòng giày này có lịch sử ra sao và hình thành như thế nào? Nếu có, thì hãy cùng với Thanh Hùng Phô Sô tìm hiểu những cột mốc quan trọng của một trong những dòng giày nổi tiếng nhất thế giới trong video hôm nay. Đôi giày Nike Temple đầu tiên được ra mắt vào năm 1984, đánh dấu sự ra đời của thế hệ giày Temple đầu tiên với thiết kế cực kỳ đơn giản, chỉ gồm phần thân giày bằng da và đế giày. Đến thời điểm năm 1994, khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh được tổ chức trên đất Mỹ, Nike đã không để những người hâm mộ của mình phải thất vọng. Minh chứng cho điều này chính là việc 8 trong số 22 cầu thủ thi đấu ở trận chung kết World Cup 94 giữa Brazil và Ý đã mang cho mình đôi Nike Temple Premier M, hiện thân của dòng giày Nike Temple với chất liệu làm từ da thật. Đây thực sự là một thành tựu vào thời điểm đó, bởi cần phải biết Brazil và Ý là hai quốc gia sừng sỏ trong thế giới bóng đá lúc bấy giờ, với những ngôi sao như Paolo Maldini của Ý và Romário của Brazil là những người đầu tiên đi dòng giày Nike Temple. Nike Temple Premier M là món giày rất đơn giản, với phần lớn điểm đáng chú ý được dồn vào phần chất liệu. Toàn bộ đôi giày từ phần gót đến phần mũi chân đều được làm từ da thật cao cấp, với các hệ thống các đường may đan xen nhau thành hình dáng nhất định để giữ độ ổn định cho hình dạng của đôi giày. Phần lưỡi gà được thiết kế cao lên để có thể che phủ lên phần da giày, một thiết kế được coi là mặc định của giày bóng đá thời bấy giờ. Nguyên bản Nike Temple Premier M được Nike giữ nguyên trong suốt 4 năm sau đó và chỉ thay đổi vào năm 98 ở Kia World Cup tiếp theo, và chỉ có một thay đổi nhỏ được đưa ra là thêm một phần màu xanh dương nằm ở phía đế giày, còn lại chẳng có gì thay đổi. Liên tiếp 7 năm sau đó là sự thống trị của Nike Temple Premier với thiết kế lưỡi gà gập xuống đặc trưng mà nhiều người vẫn nhớ cho đến ngày nay. Đến giai đoạn 2005 thì đây được xem là cột mốc đáng nhớ của dòng Temple, với sự ra mắt của Nike Air Temple Legend, đánh dấu lần đầu tiên xuất hiện cái tên Temple Legend mà sau đó đã gắn liền với tên tuổi của dòng giày này cho đến tận ngày nay. Cùng với đó là việc Nike Temple đã sở hữu cho mình một số 10 đỉnh cao nhất trong lịch sử bóng đá thế giới, với một đôi chân ma thuật đầy tính biểu diễn, đó là Ronaldinho. Với việc được giới thiệu là mẫu giày dành riêng cho rô vẩu, đôi Nike Air Temple Legend cực kỳ thành công ngay trong thời gian đầu ra mắt, với việc huyền thoại người Brazil lúc bấy giờ ẩm ngay cho mình danh hiệu quả bóng vàng cũng như cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Năm 2008, Nike quyết định cập nhật cái dòng giày này. Nike Temple Air Legend 2 ra mắt với phần gót giày được thiết kế lại cùng với hệ thống đường may mới trên bề mặt upper, được cho là giúp tăng sự ổn định cho phần bề mặt phía trên đôi giày cũng như cải thiện cảm giác bóng. Với việc định hướng là đôi giày dành cho những nhà kiến thiết trên sân, Nike đã tìm đến với Cesc Fàbregas và Andrea Pirlo làm những người đại diện cho dòng giày da thật của mình trong năm này. 2009, Nike Temple Legend 3 ra đời, lược bỏ phần thiết kế rườm rà ở phần gót giày, đồng thời đổi từ chất liệu sử dụng da thật sang chất liệu giả da Kangalit, vốn là chất liệu mà sau này chúng ta rất quen thuộc trên đôi Nike CTR 360. Đây là giai đoạn mà Nike đã thay đổi rất nhiều trên dòng giày truyền thống của họ với việc sử dụng chất liệu sợi carbon để làm phần đế giày. Năm 2011, Nike cho ra mắt Temple Legend 4, cũng đánh dấu cho một thiết kế dòng giày mới của Temple và cũng chính là thiết kế mà nhiều người quen thuộc nhất cho đến ngày nay. Trên đôi giày thế hệ thứ tư của dòng Temple này, Nike đã quyết định lược bỏ phần lưỡi gà dài truyền thống và quay lại với chất liệu da thật cùng với những đường may dạng mắt lưới để giữ form giày. Cũng vào năm 2011, Nike cho ra mắt thế hệ cao cấp nhất của dòng Nike Temple Legend lúc bấy giờ với cái tên Nike Temple Legend 4 Elite nhằm chuẩn bị cho Euro 2012. Điểm đặc biệt nhất của Temple Legend 4 Elite là sự bổ sung hệ thống Flyknit, chính là hệ thống những dây giày dẫn từ phần da giày xuống phần đế giày, giúp cho đôi giày ôm chặt theo bàn chân hơn, được cho là phiên bản Temple Legend được săn lùng nhiều nhất trong thế giới sưu tầm giày với những đặc điểm cực kỳ hiếm và mới lạ của nó. Phần upper hoàn toàn bằng da thật cao cấp kết hợp với bộ đế làm từ sợi carbon. Temple Legend 4 thống trị dòng giày da thật trong suốt 3 năm sau đó, nó cũng trở thành đôi giày bóng đá bán chạy nhất lịch sử lúc bấy giờ. Vào năm 2014, Nike cho ra mắt Temple Legend 5 với những cải tiến trên bề mặt thân giày nhằm giúp đem lại cảm giác bóng tốt hơn. Phần mũi giày lúc này được làm từ da thật với hệ thống những đường chỉ mày đang chéo nhau để giữ form cho đôi giày. Nửa phần còn lại của thân giày được làm từ Kangalit, một chất liệu giả da cao cấp được Nike giới thiệu trước đó với mục đích làm cho đôi giày trở nên nhẹ nhàng hơn. Năm 2015 đã dấu một cột mốc quan trọng của thế hệ giày Temple. Với đôi Temple Legend 6, Nike cho ra mắt một thiết kế đột phá
với việc bỏ đi những đường may trên bề mặt thân giày. Thay vào đó là một kết cấu dạng lưới được lồng bên dưới bề mặt da kangaroo của đôi giày, được cho là giúp thay thế những đường may trong việc giữ form đôi giày ổn định và tạo độ ôm của đôi giày lên bàn chân. Ngoài ra, việc lược bỏ những đường may trên mũi giày cũng còn giúp cho phần upper trở nên trơn láng, liền mạch và không bị đọng nước hay các loại vết bẩn trên đường chỉ may. Năm 2017, Nike Simple Legend 7 ra đời và đánh dấu một cột mốc mới với việc Nike đã đổi tên những cấp độ giày của mình, với việc cấp độ cao nhất của đôi Simple lúc này được đặt lại thành Simple Legend 7 Elite, tiếp theo là Simple Legend 7 Pro và cuối cùng là Simple Legend 7 Academy. Trước đó, Nike đặt cho mỗi cấp giày của mình với một cái tên khác nhau, với cấp độ cao nhất của Simple thế hệ trước là Simple Legend, cấp độ thấp hơn là Simple Mystic và dưới cùng là Simple Genio. Việc đổi lại tên gọi như trên được cho là giúp hệ thống lại các dòng giày của Simple một cách dễ nhớ hơn và đỡ gây nhầm lẫn cho người mua. Simple Legend 7 vẫn tiếp tục sử dụng kết cấu không đường may của thế hệ thứ 6, nhưng thay vì lồng một kết cấu dạng lưới, đôi giày thế hệ thứ 7 lồng bên dưới lớp da giày một kết cấu dạng sọc ngang với mục đích tương tự là giữ cho form giày và giúp đôi giày ôm chân hơn. Phần lưỡi ga được làm từ sợi dệt cao cấp Flyknit và hệ thống sổ giày Flyknit cũng là những điểm đáng chú ý trong thế hệ này. Và cuối cùng, vào năm 2019, Nike tiếp tục cho ra mắt Simple Legend 8, thế hệ mới nhất của dòng giày da thật này. Ở thế hệ sau cùng này, đôi giày đã có rất nhiều cải tiến so với một thiết kế giày da thật truyền thống trước đây. Đáng chú ý nhất chính là hệ thống QuadFit. Hiểu nôm na là các đường gân nhẹ mắt lưới chi chít trên bề mặt của phần da giày là điểm nhấn tạo sự khác biệt và giúp đôi giày mang nhiều nét hiện đại hơn so với những dòng giày da thật truyền thống trước đây. Hệ thống này giúp giữ vững hình dạng của phần upper, khiến cho phần thân trên của đôi giày không bị nhão quá mức sau một thời gian dài sử dụng, trong khi vẫn cho phép đôi giày có một độ co giãn nhất định trong những trường hợp bạn có một đôi chân to về chiều ngang. Bên cạnh những mẫu Simple trên sân cỏ thật, vốn là sân chơi chính của các nhà sản xuất giày bóng đá, Nike cũng ra mắt đồng thời những phiên bản Simple cho mặt sân cỏ nhân tạo và sân trong nhà. Các phiên bản sân cỏ nhân tạo và sân trong nhà thường sẽ có phần chất liệu thấp hơn một cấp so với phiên bản giày đinh cỏ thật. Ví dụ, ở thế hệ từ 2015 trở về trước, mặt sân cỏ nhân tạo và trong nhà chỉ có hai dòng là Timbal Mystic và Timbal Genio. Đôi Timbal Legend là dòng cao cấp nhất với chất liệu làm từ da kangaroo siêu phẩm, lại không được Nike đem sang mặt sân cỏ nhân tạo và IC. Đến năm 2016, có một ngoại lệ xuất hiện. Nike bỗng nhiên quyết định mang dòng Nike Timbal Legend 6 phiên bản cao cấp nhất ở mặt sân cỏ thật sang phiên bản DSTF dành cho mặt sân cỏ nhân tạo. Phiên bản này được đặt tên là Nike Timbal X Prosimo. Ở Timbal X Prosimo, phần upper cũng được làm từ da kangaroo và hệ thống lưới chữ X lồng bên dưới bề mặt da dày, tương tự như đôi Simple Legend 6. Ngoài ra, đôi giày phiên bản có nhân tạo và IC này còn được trang bị bộ đệm Lunalon, vốn cực kỳ nổi tiếng ở thời điểm đó về độ êm và tính đàn hồi. Tiếp đó, 2017, Nike Timbal X Prosimo 2 TF có nhân tạo cũng có được phần chất liệu da kangaroo cao cấp nhất trên một đôi giày Timbal Legend 7 Elite phiên bản có thật. Cùng với đó, công nghệ Flyknit cũng được đem xuống phiên bản có nhân tạo, đánh dấu phiên bản có nhân tạo có kết cấu giống với phiên bản cao cấp nhất của mặt sân thật từ trước đến nay. Với bản thân mình, đây là phiên bản giày Timbal sân có nhân tạo cao cấp nhất và tuyệt vời nhất từng được tung ra mắt. Ở đời Timbal Legend 8, phiên bản cao cấp nhất xuất hiện ở mặt sân cỏ nhân tạo cũng chỉ là đôi Timbal Legend 8 Pro mà thôi. Và những công nghệ cao cấp lại không được áp dụng trên thế hệ Timbal cỏ nhân tạo thứ 8. Ở sân chơi Việt Nam, Nike Timbal là dòng giày cực kỳ được ưa chuộng ở tất cả mọi mặt sân. Với việc được làm từ chất liệu da thật, Nike Timbal ở bất kỳ cấp độ nào cũng có khả năng co giãn tốt, ôm dần theo hình dáng bàn chân của người mang sau một thời gian sử dụng. Với việc nhiều người chơi Việt Nam thích một đôi giày thoải mái, dễ chịu khi mang, và một số người có phần mua bàn chân hơi bè và chiều ngang, thì đây là một sự lựa chọn không thể tuyệt vời hơn. Vậy còn bạn thì sao? Bạn nghĩ gì về dòng giày huyền thoại Nike Timbal? Hãy cho chúng mình biết trong phần comment. Hy vọng qua video này, Thanh Hùng Fossil phần nào đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích về lịch sử hình thành và phát triển của một trong những dòng giày lâu đời và nổi tiếng nhất thế giới, và cũng là một trong những dòng giày được yêu thích nhất trên các mặt cỏ Việt Nam. Nếu thấy video này hay và bổ ích, đừng quên nhấn like và tiếp tục đăng ký để ủng hộ Thanh Hùng Fossil. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video khác.